Quân đội Israel đã công bố đoạn phim được cho là ghi lại cảnh các cuộc không kích vào một khu liên hợp ngầm của Hezbollah ở miền nam Liban. Đoạn phim cũng cho thấy các chỉ huy và binh lính Israel đang lục soát một cơ sở ngầm, được cho là thuộc về nhóm này và những gì tìm thấy bên trong bao gồm vũ khí, đạn dược, thực phẩm và thiết bị liên lạc. Vị trí của đoạn phim về các cuộc không kích theo sơ đồ đường xá, các tòa nhà gần đó và hình dạng của những ngọn núi trùng khớp với hình ảnh vệ tinh của khu vực tuy nhiên không thể xác minh độc lập vị trí của phần còn lại của đoạn phim cũng như ngày quay xung đột giữa israel và hezbollah nổ ra cách đây một năm khi nhóm vũ trang ở liban bắt đầu phóng tên lửa vào miền bắc israel để hỗ trợ nhóm chiến binh palestine hamas bạo lực đã gia tăng trong những tuần gần đây